Thời gian gần đây tại thành phố Đà Nẵng xuất hiện những điểm check-in mới đang được giới trẻ yêu thích. Trong đó có cả những nơi nằm ngay giữa đường giao thông. Và dĩ nhiên, để có một bức hình đẹp thì rất nhiều người đã không ngại lao ra đường, bất chấp xe cộ. Điều này gây nên những hiểm họa tai nạn khó lường, đe dọa cả những người điều khiển phương tiện qua lại những khu vực này. Được giới trẻ ví như trời Âu giữa lòng Đà Nẵng. Hầm chui cầu Trần Thị Lý được thiết kế độc đáo với các ô vuông giếng trời, có thể lấy ánh sáng tự nhiên từ trên xuống. Thời gian vừa qua, nơi đây trở thành địa điểm check-in không thể bỏ qua của những bạn trẻ yêu thích chụp ảnh. Trước thời điểm khánh thành, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến đây để lưu lại những bức ảnh đẹp như thế này. Thế nhưng từ ngày 29 tháng 3 sau khi công trình này được khánh thành và đưa vào sử dụng, địa điểm này dường như vẫn chưa hết hot. Bất chấp các phương tiện đang lưu thông, nhiều người vẫn dừng đổ ngay dưới lòng đường, lăn xả tạo dáng giữa hầm chui để có được những bức ảnh độc lạ. Mình đang đi cái bấm bàn trẻ chạy ra giữa lề đường dưới hầm chui á, chụp hình cái mình xử lý không kịp và cũng có tai nạn nhà. Thiết kế hầm chui, nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có độ dốc lớn, các phương tiện giao thông, đặc biệt là các phương tiện có trọng tải lớn phải đi với tốc độ ổn định để lấy đà lên dốc. Việc phải giảm tốc độ xe phanh gấp để tránh người chụp ảnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng phát hiện một số trường hợp là người dân, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên trẻ đi bộ và xuống cái hầm chui để chụp ảnh kỷ niệm. Đây là một việc làm rất là nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất là lớn. Trong giai đoạn đầu thì lực lượng cảnh sát giao thông chủ yếu là nhắc nhở và tuyên truyền đến mọi người dân, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên trẻ, chúng ta không nên đi vào đi bộ vào trong cái hầm chui. Và trong thời gian tới thì sẽ tiến hành lập biên bản và xử phạt nghiêm. Không chỉ có hầm chui cầu Trần Thị Lý, đèo Hải Vân mà tại Đà Nẵng, rất nhiều địa điểm check-in giữa lòng đường được cho là độc lạ như vậy đang được giới trẻ đến để săn ảnh, như hầm chui cầu sông Hàn, đường dẫn lên núi Sơn Trà, vòng xuyến Điện Biên Phủ. Dường như ưu tiên hàng đầu của những người này là có ảnh đẹp, an toàn xếp sau. Thứ nhất là ít tắc giao thông. Thì cái việc mà phải né tránh khi mà mình tham gia giao thông, mà mình phải điều khiển xe mà phải né tránh cái sự gọi là tụ tập đông đúc để check-in hẳn rất là khó khăn. Tầm từ 8 rưỡi tối tới khuya thì có rất là nhiều bạn mà bắt đầu tới để mà chụp hình check-in. Dù lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, thế nhưng cũng không thể có mặt 24/7 tại các địa điểm để ngăn chặn xử lý những hành vi trên. Mà ý thức của mỗi người mới là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình và những người tham gia giao thông khác.